Tiếp tục lên tiếp cho các bác một chiếc đèn để bàn hoa hướng dương. Chiếc đèn để bàn hoa hướng dương này được thiết kế phía dưới chân đế là một chú ngựa nhé, cậu bé cưỡi chú ngựa. Này, đế đấy. Cậu bé cưỡi chú ngựa. Đấy, trên này có hai bóng, các bác có thể bật tắt tùy này. Đấy. Bóng thì là bóng phổ thông, các bác có thể dùng bóng mua ở ngoài cửa hàng thay thế thoải mái, đuôi xoáy. Chiếc bàn này là của hoa hướng dương bác nhé, đèn Tiffany hoa hướng dương. Đấy, tất cả những bánh ghép này đều được ghép và đúc thành nhé, ghép và đây này, ghép thành chứ bác ạ, chứ không phải là như kiểu là các bác bảo à dán một cái logo hay cái gì đâu. Đây tất cả là đúc ghép nhé, đúc ghép hết này. Chất liệu này này rất là bền, chất liệu này thì bền, khó vỡ, khó vỡ. Đây này, giữa là bông, anh nhìn thiết kế này, những bông hoa đấy, nên nó hoa đúc được ghép thành nhé. Đấy, ghép thành. Ok chưa? Hoàng Dương. Chiếc đèn này có mức giá là 1.900.000. Các bác chú ý hộ em là khi mua sản phẩm nào thì chụp đúng hình ảnh sản phẩm đấy giúp em, chứ không để tránh. Có nghĩa là khi các bác không để ý là bác cứ bảo để cho anh cái giá 1.900.000, nhiều cái giá 1.900.000 lắm. Khi đến nhầm, đây nhá, tất cả những cái cánh hoa này đều được ghép từng cánh với nhau nhé. Đây này, đúc ghép này bác ạ. Chứ không phải là có nhiều bác lại nghĩ là một cái đèn này được lồng hay in vào đây, không phải in đâu nhá. Ghép 1.900.000. Nó có chiều cao tầm hơn 40. Chiều ngang này tầm 30. Đấy. Rồi bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.